Châu Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Ở trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những bí quyết tăng cường sức khỏe, hỗ trợ ngăn ngừa bệnh vô cùng tốt dành cho người cao tuổi, đó là sử dụng sản phẩm nước hồng sâm Nhung Hiêu Jeonbuk. Thưa các bạn, sản phẩm nước hồng sâm Nhung Hiêu Jeonbuk xuất xứ từ Hàn Quốc là một trong những sản phẩm đứng đầu thị trường hiện nay, được ưa chuộng sử dụng bởi những công dụng mà nó mang lại. Ở đây thì là sản phẩm tuyệt vời được kết hợp từ hai thành phần vô cùng quý hiếm là hồng sâm 6 năm tuổi và nhung hiêu. Trong nước hồng sâm nhung hiêu Hàn Quốc này thì có chứa nhiều saponin, một hoạt chất vô cùng quan trọng cần thiết để nâng cao sức khỏe của con người. Còn nhung hiêu thì như chúng ta đã biết còn được gọi là lộc hiêu, vốn được biết đến như là một vị thuốc quý trong đông y. Nhung hiêu thì được xếp vào danh sách tứ đại thực dược cùng với sâm, quế và phụ. Theo đông y thì nhung hiêu có vị ngọt, tính ôn, bên trong chứa nhiều dưỡng chất quý, chẳng hạn như là 25 loại axit amin, hợp chất canxi, nguyên tố vi lượng. Ở một số loại thảo dược khác như là táo đỏ, sâm cũng được sử dụng trong sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu này. Như vậy thì không quá lạ khi sản phẩm này được người tiêu dùng ưa chuộng sử dụng hàng đầu hiện nay. Đặc biệt, sản phẩm này còn vô cùng tốt dành cho người cao tuổi. Bởi như chúng ta đã biết, đối với người cao tuổi thì các cơ quan và hệ miễn dịch của cơ thể đã bị suy giảm theo thời gian. Cùng với đó thì sẽ nhiều căn bệnh xuất hiện khi về già, cũng như là việc là hệ miễn dịch của họ sẽ yếu đi, sức khỏe không còn được tốt nữa. Trong nước hồng sâm thì có các chất dinh dưỡng để giúp tăng cường thêm sức khỏe, cũng như là ngăn ngừa được các loại bệnh tật. Do trong sản phẩm này thì có thành phần nhung hiêu, có chứa nhiều vitamin và các khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Từ đó thì sẽ giúp tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch dành cho người già, để phòng chống lại được nhiều căn bệnh nguy hiểm. Ngoài ra thì sản phẩm này còn có tác dụng là bồi bổ sức khỏe nhanh chóng, hiệu quả. Ở sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu này thì không gây tác dụng phụ, bởi sản phẩm này thì được chế biến 100% nguyên liệu thiên nhiên với nhiều dưỡng chất quý hiếm nên là rất lành tính cho cơ thể khi sử dụng và đảm bảo là không gây ra tác dụng phụ dành cho người dùng. Ở đây là sản phẩm được đóng gói tiện lợi, dễ dàng sử dụng. Đối với người cao tuổi khi sử dụng sản phẩm này thì chỉ sau tuần đầu tiên thôi là chúng ta đã thấy sự khác biệt rồi. Và đặc biệt, tùy với cơ địa cũng như là cơ thể mỗi người, có rất nhiều trường hợp chỉ trong vòng 1 tháng sau khi sử dụng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu thì sức khỏe của người cao tuổi đã tiến triển rõ rệt, cũng như là việc ngăn ngừa một số căn bệnh nhất định. Và trước đó thì có rất nhiều khách hàng của Korea Shop 24 giờ trước khi sử dụng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu thì khi đi khám đã có rất nhiều kết quả rằng trong người có nhiều nguy cơ mắc bệnh như ung thư, huyết áp cao hay là một số căn bệnh về tim mạch. Tuy nhiên thì điều đáng nói là sau khi sử dụng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu này, sau 1 tháng thì đã có những phản hồi rất tốt về sản phẩm này. Những khách hàng đấy đều cho thấy kết quả rằng sức khỏe của họ tốt lên rất là nhiều, cùng với đó là hệ miễn dịch được tăng cường, cơ thể khỏe mạnh hơn và những căn bệnh trước kia thì gần như là đã biến mất. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là sản phẩm này tốt với người cao tuổi như thế nào. Ngoài ra thì sản phẩm này thì cũng sử dụng vô cùng là dễ dàng cũng như là tiện lợi. Bởi sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu này thì được đóng gói nhỏ gọn như thế này. Và các bạn nhớ nhá, trong một hộp như thế này thì sẽ có 5 gói nước hồng sâm nhung hiêu như thế này. Ngoài ra đối với người già khi sử dụng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu này thì trong một ngày có thể sử dụng từ 1 đến 2 lần và mỗi lần sử dụng một gói như thế này ạ. Ngoài ra thì các bạn cũng nên bảo quản sản phẩm này ở nhiệt độ từ 0 cho đến là 5 độ C. Bảo quản ở tủ lạnh thoáng mát thì khi sử dụng sẽ thơm ngon hơn. Ngoài ra một điều quan trọng nữa là đối với người già sử dụng sản phẩm này thì sẽ hoàn toàn không có tác dụng phụ, cũng như là không ảnh hưởng gì đến cơ thể cả. Với những công dụng tuyệt vời mà sản phẩm này mang lại thì Kiều Anh tin chắc rằng các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng để mang lại sức khỏe tốt nhất cho những người cao tuổi trong gia đình mình cũng như là cho bản thân thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên thì các bạn cũng nên nhớ là với sản phẩm này khi dùng chúng ta phải cần có một số lưu ý nho nhỏ, đó là sản phẩm này thì sẽ không sử dụng cho trẻ em dưới 14 tuổi cũng như là không sử dụng cho phụ nữ đang trong quá trình mang thai. Chúng ta chỉ cần lưu ý một vài điểm nho nhỏ như vậy thôi là đã tận dụng được hết những công dụng tuyệt vời của sản phẩm này rồi. Và nếu như là các bạn còn đang thắc mắc chưa biết mua sản phẩm này ở đâu để có thể là an tâm sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu đến từ Hàn Quốc này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc.
Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.